Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm video về chiếc Yamaha Exciter 150 và 155. Mấy ngày trước á, nhà có chuyện hơi buồn một chút xíu cho nên là ra video hơi chậm. Nhưng mà đây là kênh tích cực mà chúng không nên đem những chuyện buồn lên trên này ha. Bỏ qua tất cả. Rồi chúng ta sẽ vào video chính của ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ chọn chiếc 155 màu đen mâm vàng. Đây là màu ghim từ nhà máy. Và chiếc màu đen nhám của dòng 150, đây cũng là màu ghim từ nhà máy. Tuy nhiên cái cặp mâm của nó không ghim cho lắm. Mình sẽ giải thích sau khi mà quay cận cảnh từng màu ha. Tại vì vô tình có hai chiếc đen mâm vàng cho nên là mình sẽ cho nó làm nhân vật chính ngày hôm nay luôn. Bữa giờ thì dòng 155 á, nó ra mắt màu đen bóng cho nên là nhiều bạn chọn lắm, nó hot lắm. Mà chúng ta lại vô tình quên đi màu đen nhám, một màu sắc mà rất là nhiều bạn nam ưa thích, nên là phải cho nó lên lại một lần nữa ha. Không thể nào bỏ nó được. Cửa hàng mình là Yamaha Town Sài Gòn 1, địa chỉ là ở ngay ngã ba Trần Ngọc Quế cắt với 3 tháng 2. Toàn bộ thông tin cụ thể mình sẽ để dưới phần mô tả hết, có tên cửa hàng, địa chỉ nè, có vị trí nè, có số điện thoại nằm ở dưới phần mô tả ha. Bữa giờ vị trí nó hơi sai một chút thì bây giờ nó đã mình đã chỉnh lại rồi. Hôm nay là chiếc 155 đen này là phiên bản giới hạn vào của năm 2023 này, đen nguyên con nhám và tem đen bóng kết hợp với tem màu vàng, mâm màu vàng. Thì hiện tại dòng 155 này đang có khuyến mãi rất là lớn, là khuyến mãi 4 triệu đồng rồi tặng kèm mấy phần quà nữa. Thì chiếc màu đen mâm vàng này trừ khuyến mãi rồi chỉ còn 49 triệu thôi tại khu vực Cần Thơ. Mình đã nhấn mạnh khu vực Cần Thơ, tức là những khu vực khác có thể cao hơn hoặc thấp hơn, chúng ta không bàn tới chuyện đó. Còn nếu bạn mua phiên bản tiêu chuẩn là còn có 45 triệu thôi. Mấy phiên bản đặc biệt là 48 cũng có, 49 cũng có. Nói chung là bây giờ khuyến mãi 4 triệu nên giá nó thấp lắm ha. Dao động từ 45 triệu cho đến là 51 triệu đồng. Nên bạn định mua trong thời điểm này là ok nhất rồi đó. Trong tháng 4 này là giá thành rất là ok rồi ha. Rồi. Màu vàng của xe này sẽ sáng hơn màu vàng của chiếc 150. Mình sẽ quay chiếc cái mâm chiếc 150 cho mấy bạn xem. Đầu tiên là nguyên con của nó cũng là màu đen nè, có vài miếng ốp màu đen bóng nè. Tem của nó cũng sẽ là màu vàng với màu đen bóng. Cái mỏ dè nó màu đen bóng nè. Và cái mâm của nó sẽ là màu vàng đậm theo cái màu tem của xe. Vàng của nó sẽ là tối hơn so với 155. 155 là màu ghim. Còn nè, bạn thấy không? Theo màu tem của xe nè. Đó. Còn màu vàng này đậm hơn theo màu tem đậm của xe này. Và các bạn lưu ý là cặp mâm của chiếc 150 này là màu sơn lại nha. Nghe rõ nha. 150 màu đen, hiện tại là bản ghim của nó là mâm màu đen, bên mình độ là màu vàng á, còn chiếc bên kia thì ghim 150 là độ màu vàng. Tem RC chữ nổi ha. Ở dòng Sirius á thì tem RC là cái chiếc mắc tiền nhất, chiếc bánh mâm. Còn ở dòng 150 á thì ngược lại, chiếc RC sẽ là rẻ nhất, còn mấy phiên bản giới hạn không có chữ RC là cao hơn, giá cao hơn. Nó nghịch nhau một chút xíu. Và nếu bạn mua 150 màu đen mà ghim á, mâm màu đen luôn á, thì giá 47 triệu. Còn bạn mua cái chiếc này thì thêm tiền sơn giúp mình tầm khoảng 1,5 triệu nữa đi ha. Khoảng đó, mình nhắm chừng khoảng đó trước đi. Rồi, đèn của xe sẽ là đèn LED trắng. Pha cốt nó sẽ tập chung trong ba cái khoang này, chung một cái chóa đèn ở trên này đó. Rồi đèn đề mi sẽ là ở dưới này, hai cái đường ở phía trước này ha. Đèn xi nhan nằm ở dưới cùng. Bên này 155 thì nó sẽ khác một chút. Ở trên sẽ là đèn chiếu gần, ở dưới sẽ là đèn pha chiếu xa, nằm chung cái cụm với đèn đề mi. Rồi ở dưới này sẽ là đèn xi nhan. Xi nhan của nó sẽ là hình dạng hình chữ nhật, chứ không phải hình tam giác giống như 150. Đều nằm ở vị trí giống như nhau. Về cái phanh á, thì chiếc 150 là phanh đĩa heo dầu 1 lít ha. Nó chỉ có 1 lít thôi, phiên bản nào cũng vậy. Vỏ này là vỏ con ruột, có cái miếng cao su nè, mâm này là mâm sơn. Nhắc lại lần nữa, 90x80x17 inch là kích thước của cái vỏ xe này, lớp xe này. Và cái kích thước lớp của 155 cũng tương tự vậy ha, lớp là lớp IRC. Phanh thì nó phanh đĩa 2 bít tông. Tất nhiên sẽ có phiên bản tiêu chuẩn heo dòng 1 bít nữa, nhưng mà phiên bản cao cấp với giới hạn là 2 bít hết. Và điều đặc biệt là cả hai xe này đều có ABS, đó là điều trong mơ nha. Chiếc này làm gì có mơ mộng đi, có nó lên có 60 triệu rồi sao mà bán. Rồi, đó là phần mặt trước của hai chiếc xe này. Mình nhìn hai chiếc xe này hoài á, mình nhìn là mình biết chiếc nào là chiếc nào, không lẽ không biết nữa. Nhưng mà có nhiều khách hàng họ không biết dòng côn tay là gì, không biết Exciter là gì á. Nhiều khi đưa hai chiếc xe này họ không có phân biệt được. Họ nghĩ hai chiếc xe là một mẫu thôi đó. Không phải hai mẫu khác nhau nữa chứ. Chúng ta vẫn có công tắc đèn ha, và có công tắc phụ ở đây. Điều may mắn nhất
là chiếc 155 vẫn còn giữ lấy công tắc đèn, không có bị lược bỏ như những dòng xe mới bây giờ. Và công tắc phụ ở đây, cái nút đỏ đỏ này, khi các bạn ấn vào thì xe nó sẽ tắt máy ngay. Nút passing nè, xi nhan nè, cái kèn kèn đặt ở vị trí dưới cùng, chúng ta rất là dễ thao tác ha. Và cái công tắc phụ này á, nhiều bạn không biết sử dụng thì thấy nó phí, nghĩ là có cái ổ khóa này tắt được rồi, nhưng mà bạn nào biết sử dụng rồi sẽ thấy sử dụng rất là ok, để sử dụng thường xuyên luôn đó, tận dụng nó hoài luôn đó. Chìa khóa cơ với nút trang trí thôi nha, nút kế bên đó gì chìa khóa trang trí, 2 lít trên 100 cây, mức tiêu hao nhiên liệu của xe này. Tất cả phiên bản của 150 đều là khóa cơ hết, không có phiên bản khóa thông minh ha. Còn 155 lại khác, Exciter 155 sẽ có phiên bản khóa cơ lẫn khóa thông minh, nút trang trí thôi. Rồi ở đây là cái sạc điện thoại nè các bạn, các bạn mua một cái tẩu chuyển đổi ha để sạc điện thoại. Rồi khóa thông minh. Nếu bạn nào thích khóa cơ thì có Exciter 155 khóa cơ luôn. Mặt đồng hồ thì mặt đồng hồ điện tử, full điện tử hết, nhìn nó rất là hiện đại, nó bằng phẳng. Còn 150 nó sẽ có một cái viền như thế này đó. Mặt đồng hồ cả hai xe đều là mặt đồng hồ điện tử, các thông số đều hiển thị tương tương với nhau. 2,09 lít trên 100 cây là mức tiêu hao nhiên liệu của dòng S 155. Nó hao hơn chiếc kia chút xíu, thì trung bình cũng tầm khoảng có 45-50 cây là hai xe này đó. Rồi bây giờ mình mở cốp yên cho các bạn xem ha. Thì có một cái điều không có sự khác biệt nữa là cả hai dòng côn tay xe thể thao như thế này đều không có cốp hết, bích chịch như thế này, không có để được cái gì đâu. Nhiều anh chị vô dở đó, sao không có chỗ để nón bảo hiểm. Là trời, chiếc xe này mày làm một cái thùng để nón bảo hiểm mà tôi không biết hình dạng của nó biến dạng sao luôn á. Rồi, chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc nha, đi bất kỳ đại lý nào cũng được, xe mình bán chính hãng nên bạn yên tâm. Sẽ có một cái remote tìm xe, khi các bạn ấn là nó kêu tít tít và nó nháy đèn xi nhan. Đó là một cái điểm hơn mà chiếc 155 phiên bản tiêu chuẩn không có. Phiên bản tiêu chuẩn không có remote tìm xe nha, mà 150 lại có. Đó, cái bình nó nằm vị trí này, dở miếng cao su là được. Bình xăng thì nó tầm khoảng có 4 lít ngoài, 4 lít 2 á. Rồi, phụ tùng thì nó nằm ở phía dưới đó, số khung nằm trong cốp luôn. Chuyển sang dòng 155 thì vị trí số khung nó cũng tương tự vậy. Cái bình của xe thì nó sẽ được dạng hai con ốc khá là kỹ, có một miếng mũ ở đây chứ không phải đậy bằng miếng cao su giống như bên kia, hay sẽ có một miếng mũ khá là cứng chỗ này. Rồi dung tích bình xăng xe này thì lớn hơn khoảng 5,5 lít. Và nếu các bạn mua phiên bản khóa thông minh thì sẽ có một cái remote có miếng giấy đỏ phía sau. Chúng ta sẽ sử dụng miếng remote chứ không phải xài chìa. Miếng giấy đỏ chưa mã sao số đó, nhớ giữ kỹ nha. Và bạn nào không xem video của mình, chưa từng xem thì sẽ không biết hai chìa này là cái gì. Khiều khiều vô cửa hàng cũng khiều khiều không biết là gì, thì chắc chắn chưa coi video của mình, mình cũng không giải thích luôn, liêu liêu. Chế độ bảo hành xe này thì cũng tương tự vậy, cũng 3 năm trên toàn quốc ha. Mua xe bên mình thì bảo hành bảo dưỡng toàn quốc, yên tâm. Phía sau sổ bảo hành sẽ có danh mục tất cả các đại lý chính hãng trên toàn quốc chia theo từng tỉnh thành, thì chúng ta có thể đi theo cuốn sổ đó cho dễ, tìm kiếm đại lý gần cho dễ. Rồi cái yên của xe thì các bạn thấy là cái yên của 150 á, nó sẽ dễ ngồi hơn, mặc dù nó có độ dốc nhưng mà nó dễ ngồi hơn chứ 155 nó sẽ có một cái độ dốc mạnh hơn. Nó tạo phong cách solo gì đó, chế độ một mình gì đó ai mà biết. Về độ cao yên thì nó sẽ xem nhau tầm khoảng 7-95, nó sẽ bằng bằng với nhau, không có sự chênh lệch quá nhiều về cái độ cao yên của xe. Chỉ có cân nặng là có thay thế khác nha. Về cái phần mà cái gì mình nói cái gì mình mất tiêu cân nặng đúng không? Rồi phía dưới này có cái cân nặng nè, là xe này sẽ nặng 117 kg, 149,850 phân khẩu đi ha. Xích của xe sẽ không có cái phốt cao su, không có gì hết. Còn xích của dây sên của xe này á, nó có cái phốt cao su, nó sẽ giảm độ ồn hơn so với dòng 150, và nó tăng cái tuổi thọ của cái sợi dây xích lên. Xe này thì nặng 121 kg, 155 phân khối ha, xe này nó nặng hơn. Nếu bạn mua phiên bản tiêu chuẩn thì 119 kg, còn phiên bản khóa thông minh á, bất kỳ phiên bản nào sử dụng khóa thông minh của 155 đều là 121 kg hết. Cả hai xe đều sử dụng khối động cơ 4 thì, 4 van S2HC và làm mát bằng dung dịch. 155 thì nó sẽ có nhiều công nghệ hơn, máy móc mạnh hơn, có VVA nữa. Xe này thì không có VVA. Thắng sau của hai xe đều là thắng đĩa, phanh đĩa hết. Toàn bộ là phanh đĩa trước sau hết. Rồi, về cái phần đuôi dè nè, thì xe này là xe thể thao, có nhiều khoảng trống và bánh nó bự, cho nên là sình cái dè cả hai xe này đều có sình văng đầy đầu hết ha. Nhưng mà chạy quá chớn thì sình nó vẫn văng đầy đầu thôi. Dè của 155 thì nó có phần cứng cáp hơn, nó phù hợp với xe hơn, nó mạnh mẽ hơn, nhiều góc cạnh hơn, cứng cáp thể thao. Còn 150 thì nó đơn giản như vậy, mà nhiều bạn mua gì cũng độ. Xi nhan thì hai chiếc nó đều lòi ra ngoài rồi, xe cả hai xe đều là cần số một càng hết. Chiếc 155 thì 6 số, 150 thì 5 số. 155 thì máy nó mạnh hơn, công suất tối đa của nó 13,2 kW, mô men xoắn cực đại là 14,4 Nm.
Còn dòng 150 công suất của nó là 11.3 kW tại 8.500 vòng trên phút, còn mô men xoắn cực đại của nó là 13.8 Nm. Rồi bạn nào có trải nghiệm rồi, để dưới phần bình luận cho mình biết ha. Cửa hàng mình là Yamaha Sài Gòn 1. Xin chào.